Anh có biết là em đợi ngày này lâu lắm rồi không? Nè, tôi cũng là con gái mà, tôi cũng mang tiếng là một đời chồng mà. Bà cũng là con gái mà, bà làm cái gì đây? Anh Thái, cô mới chính là kẻ thứ ba đó. Cẩn thận. Anh có biết là em đợi ngày này lâu lắm rồi không? Cô là ai vậy? Em nè. Sao cô dám động vô người của tôi? Tôi nói cho cô biết nha, ngoài vợ của tôi ra không có ai được đụng vô người của tôi hết. Biết rồi, biết rồi. Em vợ của anh nè, nhìn không ra hả? Khổ ghê á. Đúng vợ anh này nè. Ừ. Em đẹp quá. Em đẹp lắm á Quyên. Sao á, bà hẹn tôi ra tôi uống hết nguyên một cái ly nước rồi cũng chưa nói tôi câu nào á. Thì tôi nhớ bà, tôi hẹn bà ra đây thôi. Thì nhớ rồi hẹn ra rồi có tôi rồi nè. Sao, nói đi. Bà học trường sân khấu phải không? Tốt nghiệp chưa? Tôi thấy bà diễn giỏi lắm á. Bà khùng quá à, bà nói gì vậy? Tôi với bà học chung với nhau mà tôi học sân khấu gì? Sao vậy Tiên? Tin nhắn của bà với anh Phát tôi đọc được hết rồi. Bà hay thiệt. Bà cặp với chồng của người ta mà bà ngồi trước mặt vợ của người ta bà nói được tỉnh táo như vậy, vui vẻ như vậy được luôn á hả? Tiên à, tôi rất xin lỗi là vì đã giấu thôi bà. Thôi được nhưng... rồi, tôi không cần biết là giữa bà với anh Phát xảy ra chuyện gì. Nhưng mà từ đây về sau đừng bao giờ gặp chồng của tôi nữa. Tôi không có, bà hiểu không? Nguyên à, tình bạn của bà với tôi á, coi như là chấm dứt nha. Tiên, bà nói gì vậy? Tiên, Tiên. Anh, giờ nào vậy? Tiên. Có phải em đã nói gì với Quyên đúng không? Tại sao mấy bữa nay cô ấy tránh mặt anh?
Nói gì? Em đâu có nói gì đâu. Không nói gì hả? Em đừng tưởng là anh không biết em đọc trộm tin nhắn của anh chị cô ấy trong đêm tân hôn. Em làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của anh đó. Quyền riêng tư cá nhân là để anh hẹn hò hú hí với người con gái khác trong khi em có vợ rồi hả anh Phát? Anh có biết làm vậy là sai không? Em nói vậy thì anh chắc chắn là em đã nói gì với Quyên. Anh biết anh qua lại với cô ấy là sai, nhưng mà bây giờ anh đã cưới em rồi. Bây giờ anh với cô ấy chỉ là bạn. Bạn bè cái kiểu gì mà trong đêm tân hôn anh nhìn mặt vợ mình mà kêu tên người khác là sao? Bà làm cái gì dữ vậy? Anh cũng ra đi anh Phát. Anh đừng có làm em khó xử mà. Buông ra đi Nguyên. Anh làm cái gì vậy? Nè, nắm tay nhau rồi làm gì vậy mà chối hả? Bà đang làm cái gì vậy Nguyên? Tiên, bà bình tĩnh đi. Tôi với Phát không giống như bà nghĩ đâu, hiểu lầm rồi. Bình tĩnh, cái gì bình tĩnh? Bây giờ muốn đi đi. Tiên, cô còn nói cái gì nữa? Cái hạng như cô không có xứng đáng để mở miệng ở đây nghe chưa? Cô là ai? Cô lý tính như vậy? Đang làm cái gì đó? Buông ra. Anh làm cái gì vậy? Hả? Tiên, anh làm cái gì vậy? Bà là hồ lý tính. Bà cũng là lý tính. Bà làm cái gì vậy? Anh Phát, cô mới chính là kẻ thứ ba đó. Anh làm cái gì vậy? Tôi và Nguyên yêu nhau đã lâu. Chính ba cô đã dùng tiền và chức vụ của công ty để ép tôi phải lấy cô. Nếu không vì áp lực của gia đình tôi với gia đình cô, nếu không vì cái nghĩa của ba cô đối với ba tôi, thì không bao giờ tôi lấy cô đâu. Vậy thì ai là người nói yêu tôi? Ai là người một hai đòi cưới tôi? Chứ cô nghĩ đi, đám cưới mà mặt tôi như đám ma, thì ba cô có để yên cho tôi sống không? Nhưng bây giờ tôi chịu cô hết nổi rồi. Anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Tôi cũng là con gái mà. Tôi cũng mang tiếng là một đời chồng mà. Tôi đã tính bỏ qua chuyện này, nhưng cô cứ hạch sách tôi làm gì? Hôm nay Nguyên hẹn tôi ra đây là để kết thúc mọi chuyện. Kết thúc, chấm dứt hả? Hồi nãy rõ ràng hai người nắm tay nhau tình tứ như vậy, kết thúc cái kiểu gì? Tiên à, bà phải tin tôi. Hôm nay tôi hẹn anh Phát ra là để chấm dứt mọi chuyện. Tôi biết là tôi với anh Phát không thể tiếp tục được nữa. Bà... Anh không bao giờ bỏ em đâu Nguyên. Anh bỏ tay em ra. Hai người là loại người gì vậy hả? Anh đối xử với bạn tôi như vậy anh coi được đó hả? Anh Phát, cuối cùng thì anh cũng chịu lòi mặt chuột của anh rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không còn yêu tôi nữa thì anh cứ nói, trả tự do cho anh. Quyên, bà rất là may mắn vì bà không phải là cô dâu trong ngày đám cưới của anh ta. Tôi biết tôi phải làm gì với anh. Nè, anh Phát, cô định kêu ba cô gây áp lực với gia đình tôi hả? Tôi không khốn nạn như anh đâu anh Phát. Tất cả số tiền mà ba tôi giúp đỡ cho anh coi như là để mua lại tự do cho tôi. Phụ nữ dành trọn thanh xuân của mình để
để mơ về một bộ váy cưới, về một người cho họ cả quãng trời hạnh phúc. Nhưng có ai biết được, chiếc váy đẹp đẽ nhưng hóa ra là chật chội bởi lòng người. Suy cho cùng, muộn một chút cũng được, trễ trực một chút cũng chẳng sao. Bởi việc ta cần làm là chọn cho mình một hạnh phúc, chứ nào đâu phải chọn một chiếc váy cưới phù trang.